Kính thưa quý vị, vào tháng 11 tới đây là một trong những cái tháng, một cái sự kiện rất là quan trọng sẽ đến với tất cả những người Mỹ của chúng ta. Vì trước tiên tại địa phương chúng ta sẽ có những cái cuộc bầu cử để chọn lựa những nghị viên của thành phố chúng ta đang sinh sống. Thì hôm nay chúng tôi cùng với quý vị điểm qua một vài thành phố mà có đông người Việt chúng ta ở đó. Thì chúng tôi muốn nói đến thành phố Westminster, thành phố Fountain Valley và thành phố Garden Grove, giống như thành phố Santa Ana và thành phố Anaheim. Nhưng hôm nay thì quý vị không, vì thời lượng thời giờ quý vị cho phép chúng tôi chỉ nói đến ba thành phố mà chúng tôi vừa nêu trên. Hôm nay thì chúng tôi có khách mời là cựu đại diện học khu của Orange County, đó là tiến sĩ Phạm Kim Long và ông Donald Trump, một trong những thương gia ở đây. Xin được trân trọng gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi chương trình hôm nay. Vâng, xin kính chào Nguyễn Trọng, anh Đoàn Trọng và quý khán thính giả của đài Lê Sơn TV, mời anh. Dạ, xin được chào anh Đoàn Trọng, được chào tiến sĩ Phạm Kim Long. Kính thưa quý vị, thì chắc là quý vị đã biết rằng ngày người Việt chúng ta cần dấn thân vào để đóng góp cho cái nơi mà chúng ta đang sống, đó là cái thành phố của chúng ta. Bởi thế năm nay thì tiến sĩ Phạm Kim Long theo dõi thì thấy ở tại thành phố Westminster có bao nhiêu người ra ứng cử vào chức vụ nghị viên, thưa tiến sĩ? Thưa anh, có lẽ Westminster là một cái thành phố kêu là thủ đô của người Việt tị nạn, do đó nhiều người thích ra tranh cử hơn. Hình như là họ có hai cái chỗ của hai cái chỗ nghị viên mà có 12 ứng cử viên, thưa anh. Có hai ghế nghị viên mà có 12 ứng cử viên, như vậy là một người phải đánh tới 6 người. Vâng. Wow. Thế còn ông thị trưởng thì như thế nào, thưa? Vâng, thị trưởng tại Đức Chí tái tranh cử lại và ông ấy có một người đối thủ, tức là có hai người đã tranh cử ghế thị trưởng. Và đồng thời có một cái nghị quyết để đưa ra là liệu chúng ta có muốn trở thành một cái thành phố có một cái nhiệm kỳ 4 năm của thị trưởng hay là duy trì 2 năm như lúc trước, phải không thưa tiến sĩ? Dạ vâng. Thế thì điểm qua 12 người thì chắc là anh Donald Trump cũng theo dõi tình hình rất nhiều. Trong 12 người đó thì anh thấy có những người đó gồm có những ai, bao nhiêu người Việt Nam tất cả, thưa anh Donald Trump? Số người Việt Nam thì tôi nhìn đây thì ít, at least là cũng phải 5 người. 5-6 người đó. 5 người, tôi thấy đây là có ít nhất là 5 người Việt Nam. Lại tại vì như tiến sĩ Phạm Kim Long nói, đây là thành phố thủ đô của người tị nạn, Washington. Thế thưa tiến sĩ, 5 người Việt Nam đó là ai nè, thưa tiến sĩ? Vâng, đó là trước hết, vâng, là anh Khải Đào là người đầu tiên nhé. Tôi cứ đọc theo cái danh sách ABC, thế Alphabet vâng, đó. Dạ vâng, trước hết là anh Khải Đào, sau đó tới là Tài Đỗ. Và người kế tiếp, người Việt Nam kế tiếp là Charlie Chí Nguyễn. Charlie Nguyễn Mạnh Chí đó, ông Nguyễn Mạnh Chí. Dạ vâng, Nguyễn Mạnh Chí, kế tiếp là Francis Nguyễn. Cô Francis Nguyễn của ủy viên hiện nay ủy viên giáo dục. Ủy viên giáo dục. Và Samantha Bảo Anh Nguyễn. Vâng, rồi kế tiếp là Andy Quách, là cựu nghị viên. Ông Andy Quách, cựu nghị viên kỳ này lại ra thêm một lần nữa. Sau khi anh nghỉ một vài thơm, anh trở lại. Vâng, rồi kế tiếp là, vâng, hình như Việt Nam chỉ có vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Trước khi mà chúng tôi có cái câu hỏi đặc biệt với quý vị là ngày nào thì chúng ta cũng nói đến, và có thể nói là chúng ta giữ cái truyền thống người Việt chúng ta thì nên bầu cho người Việt, vì họ hiểu được cái ngôn ngữ, phong tục, tập quán của chúng ta. Cái sự giao thiệp với những cái viên chức, nghị viên đó cũng dễ dàng. Như trong quá khứ thì chúng ta có Kimberly Đồ Hồ, có nghị viên Tyler Diệp, có nghị viên Andy Quách, có nghị viên Tạ Đức Trí, nghị viên Tony Lâm. Thế quý vị nghĩ rằng sau 43 năm bây giờ chúng ta cần nên quý duy trì đường lối nó mạnh hơn, hay là chúng ta nghĩ đến lúc mọi người đều bình đẳng với nhau, thưa tiến sĩ Phạm Kim Long? Vâng, thưa anh Trọng và thưa quý vị, tôi hồi nào giờ tôi vẫn nghĩ là mình không có đặt cái vấn đề người Việt bầu cho người Việt. Vì khi mà tôi ứng cử, những lần tôi ứng cử, cái lần chắc anh cũng biết, lần đầu tiên tôi ứng cử là Newport Beach, cái số người đếm trên 5 đầu ngón tay. Tôi vẫn nghĩ là mình là người Việt, mình ở xứ Mỹ, mình có cái bổn phận, mình đem cái văn hóa của mình quảng bá với người Mỹ, để cho nếu mà họ thấy họ thích, họ thấy họ tín nhiệm mình, họ bầu cho mình, thì cái đó là cái vinh dự của người Việt. Thế thì làm sao mà họ hiểu được những cái điều chúng ta mong muốn, đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam, vấn đề tham nhũng, vấn đề Trung Quốc bành trướng, những cái vấn đề và vấn đề cờ vàng ở đây nữa, thì những cái nghị viên của Việt Nam nó lợi hơn chứ, hay là sao? Vâng, anh cho biết ý kiến trước đi. Vâng. Thì tôi cũng đồng ý với tiến sĩ Phạm Kim Long là tôi không có chủ trương là người Việt bầu cho người Việt, tại vì tôi quan niệm là trước hết là tôi bầu cho cái người nó tài đức là trước.
mà nếu mà cái người tại Đức đó happen là người Việt Nam thì tôi sẽ ưu tiên thứ hai thì tôi sẽ bầu cho người Việt, tại người ta sẽ hiểu mình hơn và chắc chắn là người ta sẽ bênh vực cái quyền lợi mình nhiều hơn. Nhất là như trong trường hợp ở thành phố Washington này có 2 ghế thôi mà có tới 6 vị Việt Nam đã ứng cử, thành ra mình dư sức để mình quyết định xem trong 6 người đó người nào là người tài Đức thì mình bầu ra, tại vì có 2 ghế thôi mà bây giờ mình không nói đến 12 người, mình nói 6 ghế. Bây giờ mình giả sử mình nếu mà mình thích là cho người Việt Nam làm để người ta có thể giúp mình dễ hơn thì trong 6 người đó ít nhất mình cũng lựa ra được 2 người tài Đức. Thế thì ông Donald Trump chỉ chọn lựa trong 6 người Việt Nam để chọn ra 2 người, chứ ông không chọn lựa rồi trong số tổng kết 12 thì người. Thì tôi vừa nói là tôi chọn cái người tại Đức. Đúng rồi. Nhưng mà trong cái 6 người đó mà thí dụ tôi chỉ kiếm được 1 người tại Đức Việt Nam thôi. À. Thì tôi phải lựa 1 người ngoại quốc khác. Vâng. Chứ tôi không có chủ trương là người Việt bầu cho người Việt. Như vậy là người Việt bầu cho người Việt cũng không phải là gọi là cái lý tưởng để mà chọn cho cái chức vụ vào nghị viên và dân cử của mình. Thế tiến sĩ Phạm Minh Long nghĩ sao? Vâng, thưa anh Trọng, tôi nghĩ là người Việt hay người bản xứ cũng vậy. Mình nên lựa cái người mà họ ủng hộ mình thay vì cái người họ ủng hộ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nếu họ, bây giờ cái người tôi nói ví dụ người Việt Nam mà họ lại đi họ vinh danh Tổng lãnh sự Việt Cộng, trong khi đó cái người bản xứ, cái người dân cử bản xứ họ không có làm cái việc đó, họ đứng sau lưng mình, họ ủng hộ cuộc tranh đấu của đồng bào tị nạn mình, thì dĩ nhiên mình phải bầu cho cái người ủng hộ mình, chứ chẳng lẽ mình bầu cho cái người mà ủng hộ chính tà quyền cộng sản ở Việt Nam. Thế mà phần lớn những người ra ứng cử thì ta chủ trương bảo vệ, như là thành phố Westminster thì chủ trương bảo vệ lá cờ vàng ở đây, họ tham gia những cái cuộc biểu tình chống ấy, họ chủ trương như vậy chứ đâu có ai mà có một cái biểu tình nào. Thưa anh Trọng, đến giờ phút này xin lỗi anh, tôi mất cái tin tưởng chỗ đó, là vì chắc anh cũng biết là cái một cái người cách đây 2 năm mình đã có một trường hợp, một người phó thị trưởng của thành phố Westminster đã từ chối trước mặt giám sát viên Michelle Steele là thành phố Westminster chưa bao giờ vinh danh cờ vàng. Cái chuyện đó thì hôm nay thôi quý vị cho chúng tôi tạm qua một bên cái đã, là tại vì hôm nay tôi chỉ muốn đi đến một cái vấn đề gọi là chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn như thế nào, và đặc biệt là chúng tôi muốn nói cái tiêu chuẩn đầu tiên người Việt bầu cho người Việt. Thế quý vị có nghĩ rằng chúng ta cần nhìn vào những cái thành quả của những vị nghị viên ở thành phố để họ đã làm gì được cho chúng ta, đặc biệt ví dụ như thành phố Westminster, chúng tôi nói rõ ràng là một cái thành phố đã gia tăng thuế. Quý vị ở trong thành phố Westminster là quý vị phải đóng mua xe, là quý vị phải đóng thêm trên 500 ở những người ở thành phố khác. Tôi nghĩ anh nói là nhiều hơn các thành phố khác. Nhiều hơn khác. Vâng. Mà trong lúc thành phố lại cứ tiếp tục, không hiểu họ bị lãnh đạo như thế nào mà cứ tiếp tục là cái số tiền bồi thường không đó là cho người ta đã lên tới 10 triệu đô la rồi. Mà trong lúc thành phố chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề như thế nào? Đây là thành phố Westminster này, những người homeless. Cái nạn homeless bây giờ đầy rẫy hết tất cả các quán ăn. Tất quý vị đi vào quán ăn thì thấy đứng phía trước là có người đứng xin tiền. Cái vấn đề an ninh cũng chưa hẳn đã được an toàn. Rồi vấn đề giao thông cũng có thể nói là cũng không được lý tưởng cho lắm. Và vấn đề những người giá cả nhà thuê ở thành phố này cũng càng ngày càng đắt. Nghĩ đời sống ở đây, và đặc biệt một cái điều rất tệ hại là vấn đề rất nhiều nhà hàng, tất cả công hàng xưởng ở đây, nhưng mà thành phố không có thu thuế được nhiều để đáp ứng lại một cái tiếng gọi là thủ đô của người Việt Nam. Thì quý vị, những cái tiêu chuẩn đó có phải là những cái tiêu chuẩn để chúng ta chọn lựa cái người đại diện cho mình hay không? Thưa anh Trọng, thưa quý anh, thưa quý vị, tôi cách đây 2 bữa tôi có được cái nguồn tin là ở thành phố Los Angeles họ mới đổi cái tên đường Rodeo thành đường Obama Road. Con đường nó dài 3.5 mi. Các anh tưởng tượng 3.5 mi là có rất nhiều người ở trên cái con đường đó, cơ sở thương mại lẫn nhà người ta ở, và không phải là người nào cũng ưa ông Obama. Sẽ có những người, đã có những người ta ở trên 3.5 mi đó người ta không bằng lòng ông, và dĩ nhiên là người ta phản đối. Thế mà thành phố họ vẫn làm, tức là cái việc mà đổi tên đường không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà là chuyện có thể làm được. Trong khi đó thành phố Westminster mình có 3 nghị viên gốc Việt, mình có đa số, mà anh xem cái tên đường Bonsa đó, khi mà không có dám đổi tên đường, khi mà đổi thành để thành đại lộ Trần Hưng Đạo, chữ nhỏ chút xíu ở dưới,
trong khi đó cái tên đường vẫn là đường Bonsa. Nhưng mà thưa tiến sĩ Phạm Kim Long, cái đổi tên đường Bonsa thành cái đổi tên đường Nguyễn Hoàng hay là Quang Trung đâu phải là cái nhu cầu rất thiết yếu. Tại vì sao? Ở đây là quê hương của Hoa Kỳ, vâng, chúng ta cũng có rất nhiều người Mỹ ở đây, chúng ta tôn trọng cái sự việc đó, thì đâu phải là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến là phát triển thành phố này. Ông đi vào một tiệm ăn, ông thấy homeless đầy đủ như vậy thì ông, vâng, có hài lòng hay không? Vâng, thưa anh Trọng, cái điều anh nói cũng rất là đúng. Cái tiêu chuẩn không phải là chỗ đưa tên đường Đại lộ Trần Hưng Đạo. Nhưng mà ý tôi muốn nói là khi mà họ đem cái chuyện đó ra thành phố Westminster, đem cái chuyện mà đưa cái tên đường Trần Hưng Đạo nhí xuống dưới từ đường Bonsa làm cái để quảng cáo cái chiến công, tức là họ không làm gì cả, họ mới phải quảng cáo cái đó. Chứ nếu mà họ làm được những cái như anh muốn, họ không cần phải quảng cáo cái đó. Vâng, cảm ơn quý vị. Quý vị cùng với chúng tôi qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề, và chúng tôi đặt ra những cái dự kiện, những cái sự kiện để hầu mong chúng ta chọn được những người có thể nói rằng là họ sẽ phục vụ chúng ta ở trong cái chính trường Hoa Kỳ này. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.